Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình thời sự phát thanh tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc Tết một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Hà Giang chăm lo Tết cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Phóng sự đem thông điệp yêu thương đến với người nghèo đón Tết. Gương một người nuôi dê giỏi. Cuối chương trình trong chuyên mục kinh tế cuối tuần có bài viết thị trường hàng hóa những ngày giáp Tết. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí náo nức chào đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, ngày 13 tháng 2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ huyện Vị Xuyên, cán bộ chiến sĩ đoàn Kinh tế Quốc phòng 313, đồn biên phòng Thanh Thủy, trạm kiểm soát biên phòng Minh Tân và thăm hỏi tặng quà Tết cho cháu Vàng Thìn Xìu, xã Lao Trải, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Phóng viên Hoàng Gia đưa tin. Thăm và chúc Tết cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua của huyện, đồng thời đánh giá cao công tác chỉ đạo thực hiện, chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh yêu cầu Vị Xuyên phải làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 12 của Đảng, bởi đây là huyện điểm để tổ chức Đại hội Đảng của tỉnh. Đồng thời cũng phải quan tâm công tác phòng chống đói rét cho gia súc và tái tổ chức lại sản xuất cho người dân ngay sau Tết. Chúc Tết các xã Lao Trải, Xín Trải, Thanh Đức và Thanh Thủy huyện Vị Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh ghi nhận biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt khó đi lên, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bằng chính nguồn lực của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh, với đặc thù là các xã biên giới nên cấp ủy, chính quyền địa phương phải phối hợp tốt, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham mưu của các lực lượng vũ trang trên địa bàn, phải tăng cường kiểm tra việc trực Tết của cán bộ và hơn cả là phải đảm bảo cho người dân có Tết thật sự. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nói: cái việc mà tôi muốn quan tâm ở đây ấy là việc phân công trực Tết thì ở đâu cũng phân hết các đồng chí ạ. Cả nước, cả tỉnh, cả huyện, cả xã mình phân hết, nhưng vấn đề có trực đúng không? Người đứng đầu ở mỗi một vị trí công tác phải thường xuyên kiểm tra cái đó. Đấy là cái việc đầu tiên nhất. Cái việc thứ hai là các đồng chí chiều nay vẫn tiếp tục đi mình tặng quà, trao chế độ cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Thì đề nghị là các đồng chí trong việc đi thì phải nói rõ quà Tết này mục tiêu đấy là không được để bà con mất Tết. Điều đó có nghĩa phải quán triệt với bà con. Đúng không ạ? Không mai kia là bà con cũng không nắm được. Đây là quà Tết. Là trân trọng lắm, là chính sách của Đảng, Nhà nước mong muốn cái đêm giao thừa này này 3 ngày Tết, đúng không ạ? 29, 30, mùng 1, không mất Tết. Nếu bà con phải nâng niu trân trọng cái quà đó cho nó đúng. Không ấy là mình không có kế hoạch thì đúng đêm giao thừa lại không có Tết đâu. Cái thứ ba là sau Tết thì tái tổ chức lại hoạt động của cả hệ thống chính trị, tái giảng, tái tổ chức lại sản xuất, đúng không? Vui xuân kéo dài cũng không được. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đề nghị các xã phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng chức năng, bám nắm tốt địa bàn, đảm bảo tốt công tác an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn trước, trong và sau Tết. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 313, đồn biên phòng Thanh Thủy, trạm kiểm soát biên phòng Minh Tân, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh biểu dương đánh giá cao những đóng góp của các đơn vị trong tham gia xây dựng chính quyền địa phương, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia thời gian qua. Đề nghị các đơn vị phải có nghị quyết để thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong những ngày Tết. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng yêu cầu các lực lượng cần phải phối hợp chặt chẽ, sâu sát với cơ sở để tham mưu thật trúng về tình hình chung trên địa bàn đứng chân. Tính chuyên nghiệp phải đòi hỏi ở mức cao hơn, luôn chủ động, sẵn sàng trước mọi tình huống. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ sức khỏe, đón Tết đầm ấm, vui tươi, vui xuân, không quên nhiệm vụ. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà Tết cho cháu Vàng Thìn Xìu ở xã Lao Trải, huyện Vị Xuyên.
Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn mà gia đình cháu Vàng Thìn Xìu đang phải đối mặt. Mong muốn gia đình quyết tâm vươn lên, phát triển kinh tế để có điều kiện chăm sóc cháu bé tốt hơn. Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng đã đến thắp hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên để bày tỏ tấm lòng thành kính, tưởng nhớ trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong dịp này, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến động viên chúc Tết cán bộ, công nhân nhà máy thủy điện sông Miện Nam. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Nhà máy thủy điện sông Miện Nam A do Công ty Cổ phần Thủy điện sông Miện Nam làm chủ đầu tư với công suất thiết kế là 9 MW. Nhà máy được xây dựng tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Đây là công trình điểm của công ty chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2015, nhà máy đã đóng dòng điện thử nghiệm thành công lên lưới điện quốc gia. Dự kiến mỗi năm, nhà máy sẽ hòa lưới điện trên 40 triệu kWh, đóng góp khoảng 15 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao những nỗ lực của công ty đã góp phần vào sự phát triển của Hà Giang, đạt trình độ các tỉnh trong khu vực. Mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục mở rộng các ngành nghề kinh doanh khác, không chỉ làm thủy điện, mà đầu tư vào dịch vụ, nhà hàng hoặc hoạt động du lịch. Đề nghị công ty tiếp tục quan tâm, chăm sóc tốt đời sống cho cán bộ, công nhân, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng tặng quà của tỉnh cho 5 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn mang đến một cái Tết thấm đẫm tình người, đặc biệt là sự chia sẻ đối với các hộ nghèo, ngày 14 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn miền Tây đã tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo của xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Tới dự buổi tặng quà có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ngoài ra còn có đại diện lãnh đạo huyện Bắc Quang. Tại buổi lễ tặng quà, công ty trách nhiệm hữu hạn miền Tây đã tặng 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 30 hộ nghèo tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn miền Tây cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể gia đình, các hộ được tặng quà lần này một năm mới an khang thịnh vượng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn miền Tây đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt trong dịp Tết năm nay, công ty đã tổ chức tặng 360 suất quà và 3 tấn gạo cho 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 150 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ tặng quà, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Vinh trong phát triển kinh tế, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo của xã. Trong không khí vui xuân đón Tết, đồng chí Nguyễn Trung Tài cũng yêu cầu xã cũng không quên những nhiệm vụ trước mắt với các định hướng về công tác dồn điền đổi thừa, tập trung cơ cấu mùa vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất và xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế để đưa xã Việt Vinh trở thành xã phát triển của tỉnh. Hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc cũng như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối ngày 13 tháng 2, Thư viện tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ thơ ca thành phố Hà Giang tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Ất Mùi, đồng thời tổ chức khai mạc Hội báo Xuân 2015. Tại đêm giao lưu, với những tác phẩm thơ nhạc do hội viên Câu lạc bộ thơ ca thành phố Hà Giang sáng tác và biểu diễn như Hương tình Hà Giang, Chiêu lầu thi, Tây quân lĩnh, Hoàng su phì quê anh đã khắc họa rõ nét vẻ đẹp mảnh đất, con người Hà Giang, sự cố gắng, nỗ lực của đồng bào các dân tộc trong việc vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, những lời thơ bài ca Đảng đã cho ta mùa xuân, miền Trung nhớ Bác, Xuân ơi xuân, xuân đã về, đã ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những nét đẹp văn hóa của dân tộc mỗi khi Tết đến xuân về. Đêm giao lưu thơ nhạc Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Ất Mùi là hoạt động thiết thực thường niên của Thư viện tỉnh và Câu lạc bộ thơ ca thành phố Hà Giang nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, là hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần giúp các hội viên trong Câu lạc bộ thơ ca có dịp gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm, bày tỏ tâm trạng cảm xúc của mình trước thềm năm mới qua các sáng tác thơ. Cùng với đó, đêm thơ nhạc cũng chính là động lực khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật để các hội viên có thêm nhiều tác phẩm thơ nhạc mới. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nhiều thế hệ thanh niên trong cả nước đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có những thanh niên của Hà Giang. Nhiều người xa đi, họ mãi mãi không trở về. Có người may mắn trở lại với gia đình, nhưng không ít trong số họ, gia đình họ lại đối mặt với nỗi đau. Đó là nỗi đau da cam.
để giúp đỡ, chia sẻ và xoa dịu bớt nỗi đau da cam cho các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các cấp, các ngành, các hội đoàn thể đã có rất nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam để phần nào giúp họ vượt qua nỗi đau, bệnh tật, vui một cái Tết trọn vẹn. Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, trong tiết trời lạnh buốt của những ngày cuối năm, đoàn tặng quà của Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh đã lặn lội trèo đèo lội suối hàng tiếng đồng hồ đi bộ đến từng đối tượng nhiễm chất độc da cam để trao tận tay các suất quà Tết cho các đối tượng. Được động viên, chia sẻ và nhận các phần quà Tết, dường như những nỗi đau về thể xác và tinh thần của các nạn nhân da cam đã tan biến. Trong mỗi người, giờ đây chỉ còn những niềm vui. Đó không chỉ là niềm vui của sự đồng cảm, mà còn là niềm vui của sự quan tâm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang có trên 3.000 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1.000 đối tượng được hưởng chế độ nạn nhân da cam theo quy định của nhà nước. 2.000 đối tượng còn lại, bao gồm cả thế hệ trực tiếp tham gia chiến đấu và thế hệ con, cháu, vẫn chưa được hưởng chế độ theo quy định. Nguyên nhân của các trường hợp này là do mất giấy tờ liên quan để hưởng chế độ. Ngoài ra, nhiều đối tượng bị nghi nhiễm chất độc da cam, nhưng các loại bệnh mà các đối tượng bị nghi nhiễm mắc phải không thuộc các dạng bệnh nằm trong danh mục được hưởng chế độ của nạn nhân chất độc da cam theo quy định của Bộ Y tế. Riêng trong dịp Tết Ất Mùi năm 2015 này, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh cùng với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin các huyện, thành phố đã tổ chức đi thăm và tặng được 310 suất quà cho các đối tượng nạn nhân nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng có những suất quà dành tặng các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam với phương châm nạn nhân chất độc da cam nào cũng được hưởng một suất quà động viên tinh thần trong dịp Tết. Một phần quà cho đi, một tấm lòng ở lại. Những suất quà không thể so sánh với những hy sinh mất mát của những nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, đó là lời động viên, chia sẻ, là những ghi nhận của xã hội, những thế hệ sau này đối với công lao mà các thế hệ đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó mong muốn các nạn nhân da cam tiếp tục giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống và lao động để chiến thắng bệnh tật, chiến thắng đói nghèo. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay kéo dài 9 ngày, dự kiến lượng du khách trong và ngoài nước đến với Hà Giang sẽ tăng cao. Vì vậy, thời điểm này các khu nghỉ dưỡng tại thành phố Hà Giang đang gấp rút hoàn thành mọi điều kiện để đón khách du lịch. Nằm sát bên bờ sông Miện, khu du lịch sinh thái Trường Xuân, thành phố Hà Giang có diện tích rộng hơn 2 hectare, gồm hệ thống 20 phòng nghỉ được thiết kế riêng biệt thành từng ngôi nhà nhỏ, bao quanh bởi những hàng rào đá nghệ thuật. Ngoài ra, khi dừng chân tại Trường Xuân, du khách còn được tham quan thưởng thức các đặc trưng sản vật của nơi địa đầu Tổ quốc. Mặc dù còn ít ngày nữa mới đến kỳ nghỉ Tết năm 2015, tuy nhiên đến thời điểm này, Resort Trường Xuân đã có nhiều đoàn du khách đặt chỗ nghỉ ngơi. Do đó, mọi công tác chuẩn bị đón khách đang được gấp rút hoàn thiện. Anh Lê Đức Thiện, quản lý khu du lịch sinh thái Trường Xuân cho biết. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, theo sự chỉ định của tỉnh và thành phố, thì ban quản lý resort đã có sự chuẩn bị tốt về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Và về vấn đề nhân sự thì là từ bộ phận lễ tân đến các bộ phận phục vụ như nhà hàng, tắm lá thuốc, xông hơi massage là đã có sự bố trí nhân sự ổn định để phục vụ khách một cách tốt nhất trong dịp Tết sắp tới. Và ngoài ra thì ban lãnh đạo của resort cũng có sự chuẩn bị những cái phương tiện để đưa đón khách du lịch, khách trong nước và ngoài nước đi tham quan những cái điểm du lịch xung quanh thành phố. Còn Thạch Lâm Viên là một trọng tâm du lịch sinh thái của tỉnh Hà Giang. Hàng năm, lượng khách đến đây nghỉ dưỡng khá đông, đặc biệt là khách quốc tế. Trong những ngày giáp Tết 2015, ban quản lý Thạch Lâm Viên đang huy động lực lượng nhân viên tập trung đầu tư, nâng cấp tu sửa cơ sở vật chất, tích cực xây dựng môi trường, cảnh quan khu du lịch xanh, sạch, đẹp và đảm bảo an ninh trật tự, với hy vọng Tết Ất Mùi sẽ là mùa đón khách thành công, mở đầu một năm sôi động và gặt hái nhiều thành quả. Anh Nguyễn Trung Tuấn, quản lý khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên nói. Để chuẩn bị đón Tết du khách trong dịp Tết lần này, khu du lịch sinh thái Thạch Lâm Viên chúng tôi đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách, như là chỉnh trang lại cơ sở vật chất, như là phòng ốc, về nhà nghỉ, về các phòng karaoke. Còn về nguồn nhân lực, chúng tôi đã bố trí nhân viên đón tiếp khách 24/24,
và muốn mang lại cho du khách những dịch vụ hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ lần này. Tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo của các điểm du lịch, du khách sẽ có những ngày du xuân thoải mái, an toàn, đầy ý nghĩa để khám phá, trải nghiệm và thưởng thức mọi hương vị cuộc sống của vùng đất Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân rộn ràng đang gõ cửa từng nhà, như thành một thông lệ, yêu thương và những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm hướng đến việc chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế. Mảnh đất Hà Giang, nơi phên rậu của Tổ quốc, vì thế mà mỗi độ xuân về thêm nồng ấm hơn, xúc động hơn và vui hơn khi những gói quà Tết được trao tận tay người nghèo. Tết yêu thương, ấm lòng người nghèo là vì lẽ đó. Phản ánh của phóng viên chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những cành đào phai đang khoe sắc trong ánh nắng hồng ấm áp. Cao nguyên đá đã bớt lạnh sau những ngày dài rét đậm. Từ đỉnh Lũng Cú, nơi địa đầu Tổ quốc, đến các xã vùng sâu, vùng xa như Lũng Phìn, huyện Đồng Văn hay Sủng Trà, Mèo Vạc, Sơn Vĩ, Khâu Vai. Cái tên gần như đã bao trọn tình cảm của mỗi người dân đất Việt khi hành trình đến với Hà Giang. Vùng biên ải với những con người hào sảng, chân tình, quý khách, thuần phác khiến cho tình người nơi đây cũng ấm cúng, mộc mạc. Vùng đất khó nhưng kiên trung, mảnh đất nơi phên rậu địa đầu Tổ quốc. Vượt qua gian khổ, bám đồi, bám đất, giữ gìn từng tấc đất nơi biên cương. Tết về, đó là thông điệp của mùa xuân. Chương trình Nhịp cầu nhân ái Tết yêu thương 2015 được Đoàn Thiện nguyện Hà Nội tổ chức trao quà cho người dân nghèo Lũng Cú, yên vui đón Tết. Với 500 suất quà trị giá trên 250 triệu đồng được trao cho những hộ nghèo của xã. Những vòng tay nhân ái của những nhà hảo tâm đã làm cho mùa xuân biên giới thêm rộn ràng, ý nghĩa với các hộ nghèo nơi đây. Nhiều món quà Tết đã được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chuyển đến người nghèo Hà Giang với những nghĩa cử cao đẹp vì cái Tết ấm no với người nghèo. Bà Đào Thu Thủy, chủ nhiệm chương trình Nhịp cầu nhân ái xuân 2015 tại Hà Nội cho biết. Chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, và chúng tôi cũng thực hiện cái chương trình này nằm trong cái phong trào chung của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thôi, chứ cũng không có cái mong muốn gì lớn và có lẽ là cũng không thể chia sẻ được gì nhiều. Thế nhưng mà cũng hy vọng rằng là có thể là làm được nhiều hơn nữa, và những cái chương trình của chúng tôi cũng có cái sức lan tỏa đến cộng đồng để làm sao mà xã hội chúng ta sẽ cùng nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cũng sẽ đến với bà con vùng cao. Với không khí cả nước chuẩn bị vui Tết đón xuân cổ truyền Nguyên đán Ất Mùi 2015 của dân tộc, các địa phương trong tỉnh, từ 4 huyện vùng cao núi đá như huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, đến các huyện phía Tây như Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, với nhiều chương trình tặng quà đã được các cấp, các ngành và nhiều đoàn từ thiện trong và ngoài tỉnh đến trao tặng cho hộ nghèo. Những phần quà ý nghĩa đã trao tặng giúp đỡ hàng vạn hộ nghèo đón Tết Ất Mùi. Nói về niềm vui nhận quà Tết, bà Sùng Thị Mỉ, thôn Cán Pẩy Hở A, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn cho biết. Tết về, người nghèo chúng tôi được cán bộ đến tặng quà, ai cũng vui, cảm ơn sự chia sẻ của cán bộ và nhân dân cả nước. Đề cao giá trị nhân văn, truyền thống nhân ái của dân tộc, thể hiện trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của toàn xã hội, chung tay chăm lo Tết cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, người tàn tật, neo đơn. Tỉnh Hà Giang đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà Tết cho hộ nghèo. Hàng ngàn gói quà Tết từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, vừa bằng các nhu yếu phẩm đã được trao tận tay cho hàng ngàn hộ nghèo trong tỉnh. Đơn cử như tập đoàn xăng dầu tặng 19 tấn gạo cho 1.900 hộ nghèo tại 19 xã của huyện. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh ủy là tiếp tục triển khai sâu rộng có hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo năm 2015, với đối tượng trọng tâm là người khuyết tật, người nghèo. Do vậy, với sự nỗ lực của mọi cấp, mọi ngành và các nhà hảo tâm, nên mùa xuân này, người dân nghèo ở Hà Giang luôn được quan tâm và có đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu đón Tết cổ truyền. Ông Bán Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang cho biết. Với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm xẻ áo đạo lý của người Việt Nam, thì Ban vận động Ngày vì nghèo của tỉnh đã vận động tất cả các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để hướng về người nghèo với tinh thần là chăm lo Tết cho người nghèo. Trước hết, đối với người nghèo
là phấn đấu là không ai không có Tết. Đấy là cụ thể số 1 là như vậy. Có nghĩa là mọi người đều phải có Tết. Và cái nguồn đó lấy ở đâu là vận động các tổ chức cá nhân, mỗi người là góp một tí để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp, lấy ít, lấy nhiều người để cho ít người. Đấy là số 1 là như thế. Vấn đề thứ hai không phải chỉ chăm lo cho người nghèo mà còn phải chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mỗi độ Tết đến xuân về. Mùa xuân, mùa của no ấm, của rộn ràng niềm vui. Chia sẻ yêu thương, cả cộng đồng đang hướng về người nghèo Hà Giang với tình cảm nồng ấm, nhân văn. Lo Tết cho người nghèo, có Tết ấm no, có Tết đoàn viên, chính là khơi dậy giá trị chân, thiện, mỹ của con người ngày càng được tô thắm. Bởi, sống trong đời sống, cần có một tấm lòng để yêu thương là vậy. Thưa quý vị và các bạn, con dê trong tín ngưỡng của người Việt là biểu tượng cho sự phồn thịnh, phong phú. Với đặc tính dễ nuôi, sinh sản nhanh, dê đã trở thành một trong những con vật nuôi làm giàu của nhiều gia đình. Điển hình như gia đình anh Phùng Văn Hai, trú tại thôn Nà Pồng, xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình nuôi dê. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thu Hoài và Tiến Thành, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nằm giữa núi rừng Đại Ngàn, nhà anh Phùng Văn Hai, trú tại thôn Nà Pồng, xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, thật đơn sơ và bình dị. Đã qua rồi những ngày gian khó, giờ đây trong ngôi nhà ấy luôn tràn ngập tiếng cười và niềm tin cho sự đổi thay của cuộc sống. Trong câu chuyện của mình, anh Hai vẫn nhắc lại những ngày đầu lập nghiệp với vô vàn khó khăn. Thời gian đó, cái đói, cái nghèo còn vây kín khắp các nóc nhà người Dao ở thôn Nà Pồng, huống chi là gia đình anh. Nhưng với bản tính năng động, anh đã tự tìm cho mình hướng đi phát triển kinh tế đúng đắn. Ở nước ta vẫn có câu, giàu nuôi chó, khó nuôi dê. Anh Hai đã lựa chọn dê là con vật nuôi để bắt đầu phát triển kinh tế. Với phương châm, lấy ngắn nuôi dài, ban đầu anh chỉ mua một con dê mẹ. Vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, đàn dê của gia đình anh đã từ 1 con đến 10 con, rồi nhân lên 50, 60 con. Anh Hai cho biết, trung bình mỗi năm anh cũng bán được từ 30 con dê trở lên, đem lại nguồn thu khoảng 80 triệu đồng cho gia đình. Anh Phùng Văn Hai cho biết thêm. Tôi thấy nuôi dê là nó có hiệu quả kinh tế. Hiện nay là thị trường nó bán dê dễ. Thứ hai nữa là dê thì nó nuôi dễ. Từ ngày tôi nuôi dê thì hiện nay thì gia đình thì cũng đỡ, không phải đói nữa, không phải nghèo nữa. Hiện nay là tôi cũng có cuộc sống là đủ ăn. Chăn nuôi từ năm 2006 đến nay, bản thân anh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong nuôi dê, đó là cần phải lựa chọn cho nó điều kiện sống thích hợp. Dê con phải tập leo trèo thì mới khỏe mạnh, kháng bệnh và săn chắc. Nhận thấy điều kiện của gia đình có hơn 2 hectare diện tích đất vườn rừng, nhưng mỗi năm chỉ đem lại nguồn thu khoảng 8 triệu đồng, anh đã chuyển hướng làm chỗ chăn thả dê. Anh Hai còn đầu tư mua lưới và bao quanh lại thành tường ngăn không để cho dê ra khỏi vườn. Qua thời gian đã cho thấy, chăn nuôi dê đem lại nguồn thu nhập ổn định mà không tốn nhiều chi phí đầu tư. Bằng những gì mình làm được, anh Hai đã hướng dẫn cho nhiều người khác cùng phát triển kinh tế từ nuôi dê. Với những hộ không có vốn, anh hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Như gia đình anh Lục Văn Giang, trú tại thôn Nà Thuông, xã Kim Linh, chia sẻ. Được anh Hai hỗ trợ 4 con dê và thường xuyên hướng dẫn cách chăm sóc, nên mấy năm gần đây, năm nào gia đình cũng có khoảng 20 con dê bán ra thị trường. Nhờ vậy, gia đình cũng có khoảng 50 triệu đồng từ việc bán dê. Cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn, anh Giang cho biết. Từ sự giúp đỡ của anh Hai đến hỗ trợ cho tôi chăn nuôi với con dê thì bây giờ hiện tại là nó cũng phát triển rất tốt, xong gia đình tôi cũng nhân rộng được và cũng phát triển được nhiều ra nhiều đàn dê phát triển ra mạnh. Xong tôi cảm thấy nuôi dê là nó đạt được hiệu quả kinh tế cao, nó phát triển rất tốt. Từ mô hình chăn nuôi dê, gia đình anh đã từ một hộ nghèo trở thành hộ khá trong thôn. Chưa dừng lại ở những gì mình làm được, trong năm qua, anh Hai đã sử dụng chính số tiền bán dê để đầu tư mua bò, trâu để tiếp tục phát triển kinh tế gia đình. Đầu tư mở rộng chăn nuôi, anh còn trồng thêm hơn 1 hectare cỏ để phục vụ cho chăn nuôi. Trong mắt của những người trong thôn,
Thành quả ngày hôm nay của gia đình anh hai là những ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bỏ công sức chăm sóc cho trang trại. Bằng sự năng động trong từng cách nghĩ, cách làm, anh Phùng Văn Hai đã tự tạo được nguồn thu ổn định, chủ động nguồn vốn đầu tư cho sản xuất. Những cái Tết đủ đầy, no ấm là thành quả của những ngày lao động miệt mài bên đàn dê. Với những nỗ lực của bản thân, anh Hai xứng đáng là đại diện cho lớp trẻ dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, no ấm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, chuyên mục Kinh tế cuối tuần. Thưa quý thính giả, chuyên mục Kinh tế cuối tuần cuối cùng của năm Giáp Ngọ xin chuyển đến quý thính giả phóng sự thị trường hàng hóa Tết Ất Mùi 2015. Sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Không có nhiều biến động về giá cả, hàng hóa phong phú, phục vụ mọi đối tượng sắm Tết Ất Mùi, đó là sự ổn định của thị trường hàng hóa năm nay. Thị trường Tết năm nay được dự báo sức mua giảm hơn năm ngoái, do đại bộ phận người dân đã ý thức được việc tiêu dùng trong dịp Tết cần tiết kiệm và không lãng phí. Xu thế người dân tiêu dùng Tết thiên về các thú chơi như cây cảnh, hoa, vật phẩm phong thủy. Những đồ tiêu dùng như bánh kẹo, rượu, bia, hoa quả thực phẩm ngày Tết hầu hết chỉ mua đủ dùng. Ông Vũ Ngọc Tân, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang cho biết về xu thế của nhiều gia đình năm nay sẽ lại mua sắm cây cảnh, đào, mai thế và hoa lan. Gian hàng mai thế miền Nam tại chợ Xuân thành phố vì thế mà được nhiều khách hàng chọn mua. Chia sẻ với phóng viên, ông Tân cho biết. Đến cái gian hàng mà bày bán cây mai vàng của miền Nam thì tôi cũng rất là tâm đắc. Bởi vì những cây mai này được trồng và được chăm sóc và cũng tạo rất là công phu. Nhìn dáng thế là đẹp. Mà giá cả thì hỏi chủ hàng thì thấy là nó cũng hợp lý. Thị trường cây cảnh được nhiều người dân tìm đến các quầy hàng như mai thế, đào, quất, giá đủ loại từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng một cây. Anh Phạm Văn Sơn, người bán mai thế tại chợ Xuân cho biết. Thị trường Tết năm Ất Mùi 2015 này chúng tôi đưa cây mai từ Bình Định ra tới đây để cho mọi người ở thành phố Hà Giang này cùng thưởng thức và có thú chơi mai. Thị trường Tết năm nay nhiều mặt hàng phục vụ Tết đã được các chủ thương nhập về với số lượng lớn như hạt dưa, hạt bí, hạt điều, nho khô, mứt, ô mai, bò khô. Không khó để nhận thấy những thương hiệu trong nước như Kinh Đô, Hải Hà, Bibica. Được người dân chọn mua bởi chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Riêng các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm, giá cả vẫn ổn định. Cụ thể giá gạo loại bình thường từ 11.000 đến 15.000 đồng 1 kg, thịt lợn từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg, thịt bò từ 290.000 đến 300.000 đồng 1 kg, được người dân chọn mua bởi chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Có thể thấy, do nền kinh tế còn nhiều khó khăn, người tiêu dùng phải chi tiêu thắt lưng buộc bụng hơn. Theo nhiều tiểu thương, nhiều mặt hàng thực phẩm có xu hướng giảm. Bà Nguyễn Thị Diễn, tiểu thương chợ thành phố Hà Giang cho biết. So với mỗi năm thì giảm hơn, nhưng mà người đặt thì cũng vẫn mức độ như thế, nhưng mà cái giá giảm hơn tại vì là đồng tiền kiếm nó cũng khó khăn hơn. Năm ra mỗi năm thì 40 nhưng năm nay xuống đến 35 thôi. Đấy. Thì mỗi năm thì đặt hàng nghìn cái nhưng năm nay nó cũng có giảm đi đến tầm độ khoảng 600-700 cái đến Tết. Theo quy luật, càng sát Tết, thị trường hàng hóa sẽ có nhiều biến động do sức mua tăng mạnh. Bởi vậy, người tiêu dùng cần thận trọng với các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nên chọn hàng hóa có nhãn mác, bao bì, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại cơ sở uy tín để tự bảo vệ quyền lợi của mình trong việc mua sắm Tết. Bản tin dự báo thời tiết. Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ ngày 10 tháng 2 năm 2015, Viettel cung cấp thêm 3 triệu thuê bao 10 số gồm các đầu số 0961, 0971 và 0981. Như vậy, Viettel đang là doanh nghiệp sở hữu kho số lớn nhất Việt Nam, lên tới 87 triệu số. Với hệ thống kênh phân phối rộng khắp gồm hơn 900 cửa hàng siêu thị cùng hàng trăm nghìn đại lý điểm bán, chính là nỗ lực của Viettel mong muốn đem đến sự thuận tiện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ viễn thông tới đông đảo quý khách hàng trên cả nước. Hãy hòa mạng Viettel ngay hôm nay để tham gia những chương trình khuyến mại hấp dẫn với những chính sách và giá cước hợp lý nhất. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Viettel kính chúc toàn thể khách hàng an khang thịnh vượng. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ
0908 1900 8198 hoặc cửa hàng đa dịch vụ Viettel trên toàn quốc. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam. Siêu thị Việt Trung là trung tâm mang đến cho quý khách cơ hội mua sắm các sản phẩm trang trí phục vụ sinh hoạt gia đình như bát đĩa, cốc chén, các bộ nồi, đồ bày Tết, bình lãng hoa, rượu ngoại và rất nhiều các vật dụng khác từ bình dân đến cao cấp, sản phẩm chất lượng sang trọng tinh tế. Quy mô các mặt hàng được bày bán theo từng khu vực, thuận lợi cho quý khách lựa chọn. Trung tâm có đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình. Nhân dịp chào năm mới 2015, siêu thị Việt Trung tri ân khách hàng, giảm giá từ 5 đến 30% tất cả các mặt hàng. Ngoài trung tâm mua sắm, khách sạn Việt Trung cũng vừa đầu tư 26 phòng nghỉ được thiết kế trang trí theo phong cách trẻ trung, tiện nghi tối đa, thuận lợi cho người sử dụng, sẽ mang đến một không gian lý tưởng để nghỉ ngơi và làm việc, giá cả hợp lý. Địa chỉ số nhà 32 đường Minh Khai, gần cầu Yên Biên 2, đối diện cổng chính bệnh viện tỉnh. Điện thoại 02192211799. Siêu thị Việt Trung rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình 85%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình phát thanh tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hoàng Anh biên soạn cùng các phát thanh viên Xuân Tình, Thúy Nội, Như Quỳnh và kỹ thuật viên Hồng Nhung phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.